sao vậy? Tao nó không có ăn cua. Vô duyên gì đâu luôn. Cái này vậy dướng vô càng vậy chứ khó tháo lắm, không ăn. Chứ không phải dễ đâu. Nó tháo không được đâu là nó sẽ chết, nó sẽ gãy càng. Ba gỡ ra được vậy thì quá tốt. Nó không tháo được đâu mà. Nó được, nó khôn lắm. Không. Nó không tháo nổi đâu. Nó quấn trong này tháo gì. Quấn dầu khớp ra tháo gì. Con cua nó có mọc càng lại không? Mọc chứ. Đúng không? Uh-huh. Mọc không? Con cua một tuần lễ là nó đã mọc càng lại rồi ba. Hay quá ha. Người ta nuôi cua đùng á thì người ta nhổ luôn hai cái càng của nó để cho con cua mau mập. Còn ngoài thiên nhiên nó cần cái càng để săn bắt. Còn ở kia người ta nuôi người ta cho nó ăn đầy đủ nó khỏi cần. Dạ không, ta nuôi đùng ta cũng không cho nó ăn, ta để vậy thôi. Ờ ba làm vậy nó gãy càng. Nói chung cọt sợi dây cũng nhiều quá. Ba đừng có nâng lên như vậy nó sẽ đau và nó dục càng. Cọt kia đâu anh chi giữ vậy. Nó người ta cột quớt dây lại đi. Chứ nhiều quá. Đi đi, tạm biệt.